Xin chào các bạn. Rồi, đến thời điểm này luôn thì các bạn sẽ thấy á, là hiện tại giá Vega nó đang cũng ở cái mức gọi là nó giảm nhẹ xuống rồi đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy á, một cái cặp màn hình GTX 1650 4GB RAM 6 các bạn. Thì hiện tại ở cái mức đó, nó gần 7 triệu 3 luôn rồi. Không thể nghĩ tới nổi luôn các bạn ha. Hồi xưa á, mấy cái ví dụ như cái cặp mới mà khoảng 7 8 triệu mà 4GB thì chúng ta sẽ hay nghĩ tới cặp Quattro. Đó. Nhưng mà bây giờ không các bạn, GTX 1650 cũng đã ở cái mức này rồi. Thì hôm nay mình sẽ nâng cấp cho khách hàng một cái máy Workstation Z620 đang chạy cái cặp màn hình rất là thấp các bạn, lên cái cặp màn hình này. Sẵn mình quay để giới thiệu các bạn cái cách mình gắn vô cái con Z620 luôn ha. Bạn nào biết rồi thôi, bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo để chúng ta có thể tự mua về chúng ta gắn, chúng ta nâng cấp ở nhà. Đây các bạn, HP Workstation Z620. Thì Z620 này sẽ chạy CPU E5 V1 hoặc là V2 các bạn, và có thể chạy một CPU hay là đua CPU thì tùy. Thì cái điều đó không quan trọng, thì mình chỉ gắn cặp hình, mình tháo cặp cũ, nén cặp mới vô thôi các bạn, và update driver lên thôi. Rồi thì đầu tiên là các bạn sẽ cho máy nó nằm xuống này nè các bạn. Cái này á, các bạn thấy nó cày cày á, là bên ngoài á, cái lớp ni lông nó vẫn còn nè các bạn. Nếu mà mình xé cái lớp ni lông này ra luôn á thì cái máy nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta bật cái này lên nè. Rồi cái nắp này hiện tại đang bị khóa rồi, mình phải dùng cái chìa khóa của HP các bạn, mình mở khóa ra mình mới bật cái nắp lên được. Rồi đây là chìa khóa HP các bạn, phòng 301 nha. Rồi. Rồi chúng ta dặn ra, rồi chúng ta bật cái này lên. Đó, chúng ta sẽ lấy được cái nắp ra nè các bạn. Rồi đây là HP Workstation Z620 và các bạn thấy không có Razer thì cái máy này đang chạy single CPU thôi các bạn, một CPU thôi. Đó, và đang chạy cái cặp hình là Quattro 2000. Thì khách hôm nay có nhu cầu là chạy thêm Premiere các bạn, dựng phim nhẹ nhẹ đó, cho nên sẽ gắn cái cặp 1650 vào. Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy phía sau nè. Đó các bạn thấy không, đây là hai cái chốt màu xanh. Đó, thì các bạn sẽ bấm vô cái chốt này, bấm vô chốt này, chúng ta dùng hai tay nó sẽ dễ hơn, tại mình một tay mình cầm máy quay các bạn. Rồi sau đó mình lật cái nắp này ra phía sau. Đó, các bạn thấy không, đó lật ra phía sau thì khi đó nè các bạn thấy không, lật ra phía sau ra đây cái miếng này nó cài cạnh hình nè các bạn. Đó, rồi lật lên, sau đó các bạn ha, một tay các bạn á sẽ đẩy cái ngàm này lên, thì đây là cái ngàm này để giữ cái đuôi cạnh màn hình các bạn, và một tay còn lại các bạn sẽ rút cái cạnh màn hình này lên. Đây ha, mình cầm càng các bạn ha, mình đẩy đẩy cái ngàm lên, sau đó chúng ta rút cái càng lên đó, là chúng ta sẽ lấy được cái càng hình ra. Rồi mình thấy có miếng dán nhện này kia nọ ha, bụi các bạn, mình có thể dùng cái máy thổi, mình thổi để cho khách hàng, mình có cái máy thổi trong tay này. Rồi đây là cái cặp hình mà người ta gửi cho mình các bạn, bên nhà cung cấp gửi cho mình, thì người ta bọc cái này lại để cho nó an toàn các bạn, để cho cái bên ở ngoài ta không có thấy được. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra các bạn. Rồi cái card này là mình đã được kích hoạt bảo hành lên chế độ bảo hành 5 năm luôn các bạn. Rồi cái card này nó sẽ có một cổng DVI, một cổng HDMI và một cổng DisplayPort này các bạn. Và các bạn thấy không, cái miếng phe này nó có miếng siêu luôn các bạn ha. Đó, chút xíu mình sẽ gỡ miếng siêu ra luôn. Rồi cái card này là sử dụng không có nguồn phụ luôn các bạn ha, ghim vô xài thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gắn vô các bạn. Gắn vô thì làm tương tự ngược lại. Rồi các bạn thấy á, là cái khe cắm màn hình nè, mình sẽ thấy là có một rãnh bi-sai, hai rãnh nha các bạn. Thì mình sẽ gỡ thêm một cái rãnh này ra. Cái bắt che, miếng che các bạn. Rồi mình rút lên. Mình rút cái này ra. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào các bạn. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ lật cái nắp xanh này lại nè, các bạn thấy không, hai nắp này nè, và chúng ta nghe cái cắt trên đây cũng vậy đó, nghe cái cắt nhẹ cái thì nó đã gãy cặn hình này lại cứng rồi các bạn. Rồi cái này không cần nguồn phụ nên mình sẽ không cần cấp nguồn phụ cho nó.
Rồi bây giờ mình đóng nắp máy lại, khởi động máy lại và mình update driver cho cái hình này nữa là được các bạn. Rồi HP Z620 quạt tay sành chạy E5-2696V2 2.5 turbo 3.5 hay 3.6 vậy các bạn, 12 con 24 luôn. Rồi RAM là 48GB. Rồi mình rào manager nè các bạn. Rồi device manager. Rồi đối với người thì dễ rồi, mấy bạn nhấp phải bạn cho update driver nè các bạn. Rồi cho nó sạch. Cách thứ hai nữa các bạn sẽ vào trang chủ của Nvidia. Nếu trong hộp này nè các bạn, chúng ta sẽ vào trang chủ của Nvidia, chúng ta tải driver của RTX 1650 về, chúng ta cài vô luôn thì nó sẽ ngon hơn. Rồi chúng ta vào trang chủ Nvidia luôn cũng được, cũng được nữa các bạn. Default nè. Rồi 16 series nè. Rồi 1650 nè, Win 10 64 bit. Rồi mình sẽ chọn Studio Driver nha các bạn, tại này là dùng Premiere á. Rồi chúng ta download. Download. Rồi nó sẽ có cái file chạy dưới đây nè các bạn, xong mình setup lại thôi. Rồi, mình tải xong rồi, bây giờ mình sẽ cài đặt vô nè các bạn. Rồi xong rồi, mình giờ sẽ reset máy lại. Rồi ok các bạn, 2.6V2 turbo của 2.6 nó cũng cao các bạn, 3.5 thì mình nhớ vậy. Rồi cạm hình nè, RTX 1650 bản 4G nè các bạn. Rồi rồi ok, như vậy quá trình nâng cấp cái cạc màn hình cho HP Z620 đã xong rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip.